một câu chuyện ngoài lề trong khoảng thời gian Cố Xuyên và Tiểu Ninh xa nhau. Vẫn còn 281 ngày nữa thì họ mới có thể đoàn tụ. Họ đã có những cách rất đặc biệt để thể hiện sự nhớ nhung người thương của mình. Cố Xuyên thì luôn ghi chú những ngày kỷ niệm quan trọng, trong khi đó Tiểu Ninh thì gửi đến cho anh một video rất đặc biệt. Đó là một video mà cô tự làm đến nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người ăn món bánh kem mà bạn trai từng rất yêu thích. Tình yêu giữa họ quá to lớn, dù có xa nhau nhưng trong lòng vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ nhung. Cùng với đó là ghi nhớ hết toàn bộ những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người cũng như những sở thích của đối phương. Cố Xuyên nhớ lại những lời Tiểu Ninh từng nói với anh. Bức ảnh hoàng hôn lần trước anh chụp thật sự rất đẹp, em rất muốn được xem lại một lần nữa. Thỏa lòng bạn gái, Cố Xuyên đã đi đến nơi ấy để chụp ảnh. Thật bất ngờ, hai người lại tình cờ gặp nhau. Thật đúng là, hữu duyên thiên lý nàng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.